mình làm cái chuồng dơi này đặng mình bón phân nhà, chứ để mua tốn tiền quá. Đây chuồng dơi của mình đây, dơi đang về nha anh em, để đi bên kia quay lại cho nó sáng. Nhỏ chuồng em nó xíu à, tự làm luôn á. Thấy cái lỗ đã không, lỗ đó em lên xuống đặng thay lá đấy. Làm mới đây mà mua cái tiếng với mua loa bên anh Thuận á, ở trên mình cũng đi tìm hiểu này kia, mình lên Google YouTube rồi mình gõ vô tiếng dơi này kia rồi, rồi cái gặp được anh Thuận, anh tư vấn nhiệt tình lắm, anh chỉ cái này cái kia đồ, anh cung cấp cho cái loa với tiếng đó. Mọi người nghe tét 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 không, là mình đang bắt tiếng dơi cho anh đó, đang gọi nó về nó mới nhanh vậy chứ làm mà để không nó biết nào. Đấy, mừng lắm mọi người, mới đây mà đấy, chơi về bữa nay bão hay gì đâu mà giờ mà vậy tới thui. Mấy tiếng dơi ở bên anh Thuận dưới lò đồ của anh đạt độ ngặt lắm, xài rất hiệu quả, không có nhiều tiền nha. Đây mình đang bắt tiếng dơi, đây là cái remote nè, remote của mình à, nó quay cái remote này sao tới thui. Đó. Trong nhà mình điều khiển bắt đứng qua lại lớn nhỏ lặp lại đồ đủ thứ. Đến hồi mình sáng sáng xíu mình leo mình lấy cái loa xuống cho mọi người coi nha. Vừa quay cảnh chơi về đi. Nó về cũng lâu lắm. Chắc sáng nữa về khoảng 20 phút mới hết. Nó rút về thấy không? Cái tiếng dơi mình bắt nó rút xa lắm. Nó rút về nè. Thấy không? Đó. Đó, vô. À. Nè, nó rút dữ lắm. Cái tiếng này nó rút lắm. Đó, 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 vô đó. Rồi, để em lấy cái lò xuống cho mọi người xem nha. Để em để điện thoại xuống đây một xíu nha, đợi em 2 phút. Đây là cái lò này, rồi cho em thử nè, rất là gọn nhẹ, pin hết một ngày luôn, chắc được 8-9 tiếng đồng hồ chứ không ít. Đây mình xài nè, mình ở trong nhà mình điều khiển cái đồ nhất thiết ấy rồi nè, đang hát phải không nè. Em bấm đứng lại nè, không quên bật công tắc nè, rồi im phát đấy. Nó nhiều tiếng lắm nha anh em, mà tại em xóa bớt, em chừa một tiếng một à, tại vì em gắn chung với cái thẻ nhớ mà em đi bẫy chim á, cu vằn cu lép đồ hôm bữa sợ quên nhấn nút lặp lại nè, lúc này là lúc lặp lại, quên nhấn nữa đi em hén nó cu chim gì nó kêu hén banh cái chuồng dơi luôn, cho nên em sợ vậy. Em giờ em còn có một tiếng nè, em để nè, chừng nào tiếng này không hiệu quả nữa mới lấy tiếng khác đấy. Vậy đấy, này lớn nhỏ nè. Nè, nhỏ xíu luôn. Nè, lớn lên nè. Nè, thấy không? Bấm cái thấy không? Nè. Nè, nè. Âm lượng đó. Thấy không? Được rồi mọi người, mưa lâm râm luôn rồi. Nè. Sáng sớm mưa rồi. Tranh thủ vô hốt vào cái phần để giả. Thôi. Nghe mọi người, để mình lại em quay cái phần của em của giờ cái cho mọi người coi sáng nè, cũng vô mới được. Ủa, có con dơi quả hay gì nó bự trời. Ủa, con dơi này phải đuổi nó đi mới được, rồi nó đậu vô luôn rồi, con quỷ đó. Phần của em mọi người, hôm mới nãy giờ hôm giờ nó ế được trên đây nè, ngày cá ký á, đây tới chưa em đang hốt nên phơi là cá ký á.
Đó, thấy chưa mọi người, rất là tốt. Phân mình làm chuồng mình ở nhà về ra bón cây luôn, đỡ tốn tiền. Thôi chào cả nhà nha. Thôi lượng sau cùng cũng cảm ơn anh Thận nhiều nha anh Thận.